Thỏ và rùa. Sau khi đọc nhiều comment nói mình bị thua, Thỏ tức lắm. Nó rủ rùa thi Forest Games với 3 môn phối hợp: chạy, ăn và tìm cúp. Thi chạy, Thỏ thắng. Nó cắm đầu chạy mà. Thi ăn, Thỏ vẫn thắng. Nó nhai rau ráu mọi thứ ấy. Thi tìm cúp, Thỏ thua. Đen thôi, vì nó đi lạc và kiệt sức. Kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về Thỏ. Thế nào bạn ơi, đời không như chuyện đâu. Rùa chỉ cười. Thỏ nghĩ bụng, con này thật dị, hay đến cả việc buồn nó cũng chậm. Không sao cậu à, nó chạy chậm nhưng ngắm được bao nhiêu là thứ hay ho trong rừng. Nó ăn chậm vì muốn thưởng thức và ăn thật là no. Con tớ tìm được cúp vì ở vòng thi chạy đã tranh thủ xem nó giấu ở chỗ nào rồi. Vậy ai mới là người thắng nhỉ? Xin chào tất cả mọi người. Thỏ và rùa đây. Nhanh như thỏ hay chậm như rùa, ở đây còn là cách sống. Vô tình thế nào trong tuần này, nhiều học sinh lớp 12 khi đang đăng ký thi tốt nghiệp lại nảy sinh băn khoăn. Mình có nên gap year không nhỉ? Mà gap year thì lại chính là một cách sống chậm, đi ngược với số đông đang chạy đua để vào đại học. Cá nhân tôi, Vicky, thì nhiệt liệt ủng hộ gap year. Xin lỗi luôn, tôi thuộc phe không ủng hộ. Nên rất tiếc Vicky ạ. Chúng ta cùng chung sân khấu nhưng tiếp tục khác chiến tuyến. Nào, come on baby. Ok, get go. Gap nghĩa là khoảng trống, còn year là năm. Vậy gap year là năm trống. Cụm từ để chỉ thời gian không nhập học tại một trường nào, thường là sau cấp 3 và trước đại học. Hình thức này phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ từ những năm 1960, nhưng bắt nguồn trước đó từ một phong trào sau Thế chiến thứ hai, khi nhiều học sinh Đức đưa sang Mỹ sau cấp 3 để tìm văn hóa và hàn gắn lại quan hệ sau chiến tranh. Đến nay, gap year thường được lựa chọn để sống chậm lại, trau dồi kỹ năng và tìm con đường thực sự phù hợp với mình. Và các bạn biết không, nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới thậm chí còn đang khuyến khích sinh viên của mình gap year để tăng vốn sống. Và đặc biệt là trong cái thời gian Covid thì tỷ lệ gap year còn tăng cao hơn, bởi mọi người đã quá nản về cái việc bị mắc kẹt ở nhà, học online và họ khao khát đi ra ngoài để có thêm trải nghiệm. Như năm 2020 chẳng hạn thì cái số lượng sinh viên gap year sau khi đỗ đại học Harvard thì đã tăng gấp đôi, chiếm 1/5 tổng sinh viên năm nhất. Đấy là chuyện ở bên Mỹ em ơi! Tư duy của sinh viên Việt Nam, học sinh Việt Nam không thể so với nước ngoài được. Thế thì anh lại chả biết gì. Hôm trước em vừa mới khảo sát nhanh trên chính cái group VR gì đó, và trong 1.300 ý kiến thì có tới 65% là hứng thú hoặc là đang cân nhắc gap year. Việt Nam đấy chứ đâu. Thì hứng thú, ok. Nhưng mà thích là một chuyện, phù hợp hay không lại là chuyện khác. Nói là Covid khiến cho mọi người muốn gap year để trải nghiệm cuộc sống cái gì. Với anh, một người có độ ì lớn thì đừng nói là gap year, chỉ cần là gap month hay là gap week thôi thì kết quả nó sẽ như thế này. Cậu thanh niên này đã mắc căn bệnh thời hậu Covid-19, tên khoa học là lây gì. Virus lây gì không lây từ mẹ sang con mà được tạo ra trong quá trình rèn luyện. Bệnh phát tác theo một chu kỳ cố định, thường rơi vào lúc học online hay chạy deadline trực tuyến. Nhưng nếu để bệnh kéo dài, sẽ di căn đến mọi sinh hoạt. Từ cách bệnh nhân di chuyển, thưởng thức ẩm thực, đến dạo mát, hít thở không khí trong lành. Virus lây gì thường phản ứng mạnh với các biến động. Ví dụ như nghe tới việc tới trường trở lại. Đã 2 năm nhiễm bệnh, cậu thanh niên này không nhận thức được tình trạng bệnh của mình. Lúc nào cũng nửa tỉnh, nửa mơ, chấp chới giữa thực và ảo. Em thấy hậu quả chưa? Anh đã phải mất rất lâu để có thể tái hòa nhập. Thôi anh ạ, em Xin chia buồn với anh, tại cái bệnh lazy của anh ấy là nó ăn vào trong máu rồi, không có thuốc chữa. Không cần phải gap year thì anh vẫn lazy y như thế thôi. Nhưng mà gap year ấy, thì nó lại cực kỳ phù hợp với những cái người mà có hoài bão này, biết lên kế hoạch và có tính kỷ luật cao. Một năm ở nhà thì mình đã tham gia các dự án của tổ chức sinh viên, thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS và chứng chỉ tin học văn phòng MOS. Và quan trọng hơn cả là mình đã đỗ được vào trường đại học mà mình đã bỏ lỡ một năm về trước. Đây chính là số sách mà mình đã học trong vòng 1 năm gap year, nhiều hơn cả sách ôn thi đại học. Nhờ gap year, mình đã có thời gian 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tự học một ngôn ngữ mình yêu thích, tự học thư pháp, tham gia các hoạt động ngoại khóa và giành được học bổng toàn phần của chính phủ Trung Quốc. Trong khả năng gia gap year thì mình có cơ hội để tham gia cuộc thi hùng biện và trang bị tiếng Anh toàn quốc Speech Inspire và may mắn là mình đã giành được giải Á quân ở hạng mục Youth Speech. Năm mình 19 tuổi mình đã dành ra gần 1 năm để sinh sống trong một môi trường thực hành chánh niệm. Ở đó mình không chỉ được học hỏi về thiền mà mình còn tham gia vào các công việc lao động tay chân như là cuốc đất, trồng cây hay thậm chí là thông ống cống. Những công việc đó đã dạy cho mình rất nhiều bài học, đặc biệt là bài học về lòng biết ơn. Thông qua chuyến đi đó mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và mình đã có nhiều thành tích cao trong học tập, ví dụ như là mình đã trở thành thủ khoa đầu ra của ngành mình học. Cái điều làm mình tự hào hơn cả đó là từ một cậu học sinh thi trượt hoang mang không biết hỏi ai thì mình đã được các em khóa dưới tin tưởng để chia sẻ kinh nghiệm về hành trình gap year này. Giờ đây mình đã chấm dứt trạng thái mông lung không biết làm gì tiếp theo và định hình được chính xác một phiên bản mà mình muốn trở thành trong tương lai. Và điều quan trọng hơn hết là mình có cơ hội để tương tác và kết bạn được với rất nhiều bạn mới. Và vì thế mà mình muốn nói với mọi người rằng là dare to take a gap year and what will come. Tôi không tin. Để làm được những điều như trên thì tính tự lập phải rất cao. Mà học sinh phương Đông thì thường không được nuôi dưỡng trong môi trường như thế. Thời gian biểu của một học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 thường sẽ là như thế này. Tiểu học, sáng bố mẹ gọi, giục ăn sáng, đưa đến trường. Chiều đón, giục tắm, tối kèm học. Sang cấp 2, sáng bố mẹ đưa đến trường, chiều đưa ra lớp học thêm, tối vẫn giục học. Sang cấp 3, sáng bố mẹ không đưa đi học nữa, nhưng thỉnh thoảng rình con ở quán net, cấm yêu, tối hỏi điểm và gợi ý trường cho con chọn. Thì rõ là điểm yếu còn gì nữa. 18 năm sống trong cái sự bao bọc nên là rất nhiều bạn trẻ không biết mình là ai, không biết mình muốn gì. Rồi xong lại đùng một phát lại nói là thôi con lớn rồi, tự đi mà sống thì lại chả hoang mang. Chính vì thế nên mới cần một năm gap year để các bạn phải soi chiếu lại bản thân, tìm ra cái con đường của chính mình đây. Và trên thực tế, thống kê của American Gap Association cho thấy 95% sinh viên đã từng gap year khẳng định rằng họ phát triển thêm kỹ năng mềm, hiểu biết và giao tiếp tốt hơn. Điểm số thậm chí lại còn cao hơn khi đi học trở lại, theo nghiên cứu của Đại học Middlebury chẳng hạn. Và cá nhân Vicky là một người đã từng thực sự là trải qua gap year thì một năm đó đã đem lại nhiều giá trị hơn cả kiến thức. Gap year đã thay đổi Vicky như thế nào? Đầu tiên, gap year đã giúp Vicky hàn gắn mối quan hệ với gia đình. Hồi cấp 3 ấy, mình ham chơi lắm nha. Hết làm câu lạc bộ đến đi diễn show âm nhạc, làm hết dự án này đến dự án nọ, mãi chạy theo những cái thứ bên ngoài, thành ra khoảng cách giữa Vicky và gia đình nó ngày càng xa. Đến cái mức mà mình muốn ôm đứa em, nó cũng không cho. Đến thời điểm gap year, ở nhà Vicky mới có cơ hội xích lại gần với các em bằng một cách rất là đơn giản mà chưa bao giờ mình nghĩ tới, đó là kể chuyện trước khi đi ngủ. Tôi còn là một con khi robot. Và trong một tích tắc, Vicky đã lật đầu bố chiếm vị trí người kể chuyện hay nhất nha. Đến mức mà đêm nào mẹ cũng phải sang mắng cho một trận là cười bé thôi, cho hàng xóm người ta ngủ. Ngoài ra, mình cũng đã dành thời gian để lắng nghe các em nhiều hơn thông qua chiếc menu đặc biệt này. Và không những thế, mình còn tự sáng tác một bài hát rất là đặc biệt dành cho sinh nhật của bố. Cũng từ những thứ nhỏ này mà Vicky nhận lại được tình yêu thương từ các em và bố mẹ. Thứ hai, tạo ra giá trị cho cộng đồng. Vào thời điểm giữa gap year, Vicky cùng với 4 người bạn đã sáng lập ra app gạo, một cái ứng dụng để tặng gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid. Sau 6 tháng hoạt động thì bọn mình đã huy động được số gạo tương ứng với 30.000 bữa cơm dành cho các em học sinh ở vùng cao trên Điện Biên và Tây Nguyên. Mình vẫn nhớ cái lần đầu tiên mà tụi mình tự lái xe 11 tiếng lên Mường Chà để tặng gạo cho các bé, rồi lại còn đi bộ, lội mưa trên núi, dính bùn y như là chuột chuỗi. Ngẫm lại, mình cũng chả nhớ là phải thức bao nhiêu đêm để tạo ra app, mà cũng chả nhớ là làm cách nào để huy động được số lượng gạo như vậy. Nhưng mà giờ ấy thì nhớ mỗi cái tiếng cười giòn tan và đôi mắt trong veo của lũ trẻ. À, hóa ra là những cái điều nhỏ bé mình làm có thể mang lại những cái cảm xúc tích cực cho người khác như vậy. Rồi nhìn lại mình vẫn chả hiểu sao mình làm nổi. Mình chưa từng có kinh nghiệm làm app và thậm chí cũng chưa từng gặp những co-founder của mình ngoài đời. Chả có cách gì ngoài cái sự lạc quan và một cái độ liều nhất định. Nhưng mà Gap Year đã cho mình thời gian và sự can đảm để thử và sai, rồi có cơ hội để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Và các bạn biết không, ngoài cái việc học được 1 tỷ thứ và trưởng thành hơn, trải nghiệm Gap Year cũng đã giúp mình giành được 5 cái học bổng. Trong khi năm trước ý, mình apply thì đã trượt sạch 20 trường. Vậy đó anh Thỏ ạ. Nani? Nghe thì hay đấy. Nhưng anh phải hỏi và em phải trả lời thật. Một năm đó em sống bằng tiền ở đâu? Tiền đâu? Tiền đâu mà sống 1 năm? Nuôi. Bố mẹ bạn ấy vẫn nuôi. Đó, thế nên nếu gia đình bạn không có điều kiện thì hãy cân nhắc. Vì nếu không thì sẽ biến 1 năm gap year trở thành hì hục lao động để trang trải cuộc sống. Mà với một người tốt nghiệp đại học ra trường, xin lỗi, xin được việc làm tốt còn khó, chứ nói gì một bạn mới tốt nghiệp cấp 3. Đúng không nào? Thì... Rồi, chưa kể nhé, chưa kể. Bạn có thể có rất nhiều tố chất để thực hiện được việc gap year, nhưng cám dỗ cuộc đời thì lại không tha cho bạn. Một trong số đó rất phổ biến hiện nay là thứ này. Ăn, ngủ, tại quán game. Những hình ảnh này không khó tìm thấy ở những tiệm game, đặc biệt là với những trẻ nghiện trò chơi điện tử trực tuyến. Nó đi nó chơi tới 4 giờ sáng nó về, tôi phải đi bắt nó về, xong rồi mới hỏi là đã đi chơi bao nhiêu lần nó mới khai. Con chơi game được khoảng 6 năm rồi, sáng thì đi học tới khoảng 12 giờ trưa là con đã đi tới quán net rồi chơi từ 12 giờ tới 9 giờ tối con mới về. Hiện nay, trẻ dễ bị nghiện game hơn vì các thiết bị điện tử có thể giúp trẻ chơi ngay tại nhà. Đúng rồi. Sao anh toàn nhìn ra những cái thứ tiêu cực thế ạ? Chúng ta vẫn đang hòa nhau. Đấy là may mắn của em. Tôi chỉ muốn lưu ý với các bạn Gen Z rằng Gap Year thực sự là một ý tưởng hay, giúp chúng ta tìm được những giá trị mới, thậm chí là con đường tương lai đúng đắn. Nhưng đừng vội chạy theo nó như một phong trào. Hãy hiểu bản thân trước đã. Còn bạn Vicky rùa cuộc đua này thì mình vẫn phải tìm ra một người chiến thắng thôi. Thế thì mình theo cách truyền thống đi. Giống như chuyện. Ok. Nào. 1, 2, 3. The next day.